Thưa quý vị, nước kênh nàng ôm chạy qua địa bàn ấp Nam Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào hôm qua, bất ngờ chuyển sang màu đỏ lạ thường, khiến người dân lo lắng. Sau khi vào cuộc, bước đầu cơ quan chức năng xã Lương Thế Trân xác định, vụ việc nước kênh bị đỏ là do người dân địa phương đổ và rửa thùng sơn. Cụ thể, ông Trần Thanh Tiệp, trưởng ấp Năm Đảm thông tin, sau khi có phản ánh của người dân, ông đã cùng cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường Cà Mau đi kiểm tra thì phát hiện một hộ dân đang rửa thùng sơn cũ. Thời điểm kiểm tra, trên sân của hộ dân này vẫn còn những chiếc thùng cũ có màu sơn trùng với màu nước dưới kênh. Nước thải theo đường thoát chảy ra kênh nên làm nước có màu đỏ kéo dài khoảng 100 mét. Nước kênh không có mùi hôi thối, thường thấy như các dòng kênh bị xả thải ô nhiễm. Hộ dân này cũng cam kết không để nước sơn